khay vi phong càng ăn càng dính. Mì khay vi phong càng ăn càng dính. Xin chào mọi người, chúng ta đang có mặt tại trung tâm thành phố Sóc Trăng. Wow. Ở Sóc Trăng thì không chỉ có cảnh đẹp và lễ hội mà còn có cả những món bánh ngon, thơm và lạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một trò chơi để tìm mảnh ghép về ẩm thực. Trò chơi liên quan đến bánh pía. Wow. Đúng rồi, mình đấy. Đó mình là món bánh pía. Bánh pía là bánh pía đây. Bánh pía. Bánh pía nhân sầu riêng. Trò chơi có tên là truy tìm bánh pía. Các bạn sẽ chơi lần lượt từng đội. Các thành viên sẽ dùng miệng để vận chuyển bột, còn chân thì mang giày patang. Ba thành viên trong một đội đứng ở ba vị trí khác nhau. Người đầu tiên lấy bột truyền cho người thứ hai truyền cho người thứ ba để đem về đích. Trên đường di chuyển, các thành viên đội còn lại sẽ dùng banh và quạt để tạo chướng ngại. Sau 3 phút thực hiện thử thách, chúng ta sẽ tính kết quả theo số gram bột. Dựa trên thứ tự chiến thắng cho chơi này, các đội sẽ giành được lợi thế ở phần lựa chọn bánh pía. Quý vị khán giả ơi, có cổ vũ tụi em được không ạ? Tuyệt vời, Sóc Trăng quá hay, vỗ tay nồng nhiệt. Trưa nắng mà tới đây ủng hộ chương trình đừng lỡ là quá tự hào rồi. Bà con của ta. Hai, một, bắt đầu. Bắt đầu. Rồi, cố lên. Yeah. Anh em mình tập trung phá nha. Nè, đội cái này vô cho người anh Lâm. Nè, canh cái lúc là chuyện bột á con. Cái lúc chuyện bột là vậy là em trội với cái. Bây giờ em trội với cái bột. Bột đó mà chiên. Không có nào đó, làm gì khó gì. À, lên, lên, lên. Đổi đi, đổi đi. Nguy rồi, nước biến kìa. Kìa, khoa, tấn công.
Trời ơi. Cái nữa. Hay quá. Mát. Để tôi tấn công Bích Phương. Bích Phương cùng hai bên. Cái gì ghê vậy? Đỡ chị vậy? Thiên à, đen ơi, thương mà. Tôi lỗi. Tại sao mọi người độc ác như vậy? Hết giờ. Ủa hết hả? Hết giờ rồi. Kết quả của đội đầu tiên là 0-4. Trời ơi, quá tuyệt vời. Trong chưa trong đó có ba cục bị bốn lại là do ngành Lâm ngặn nước miếng của anh Lâm. Không sao. Bắt đầu. Mấy anh mấy chị ơi, hãy nương tay với em. Không. Lao. Trời ơi. Ai vậy? Trời ơi. Lấy tay hết, không được. Giữ lấy tay che đi. Trời ơi. Trời nhỏ. Dạ bao lấy được rồi. Bay cái não ra ngoài luôn rồi. Để anh, để anh, để em anh. Để anh cho em, để anh. Cái hả, sao nghe lại được. Lực ơi, đúng rồi, đi em. Khoa, coi chừng đổ cái, giữ cái bình lại nha Khoa, giữ cái bình. Giữ cái bình lại, đến đây rồi. Hay quá. Kinh rực rỡ 21:15 chủ nhật hàng tuần, xem sớm nhất trên siêu ứng dụng giải trí. Che lại ghép che lại. Chuyện buồn sống liền tắt phút. Lấy ngậm luôn chị ơi, cẩn thận nó sẽ xây vào mồm đấy. Đây, Đây,
ác dễ sợ. Đúng ác luôn á. Nhìn cái mặt kiểu mày chết với tao. Đúng là kiểu trả thù. Em đang lên ra. Đời chó đi kìa. Em lên thứ hai ra. Được, được. Cứ chơi đi. Trời ơi anh Lâm ơi, cái đường nghề của em đã ít đường rồi. Ngậm đi, ngậm đi. Ngậm đi. Mình con kia, thôi lên. Đúng rồi, thay em, thay em. Thôi đi, thay đi. Lên đi, lên đi. Đúng không chị? Ghép, 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 ghép. Banh, banh, banh. Đưa cho anh, đưa cho anh. Ây trời, tao mua mặt. Cái gì? Lẹ đi. Anh Giang mà trời tưng lại 3-4 cái nữa chắc chưa. Kìa. Tiêu diệt anh ơi. Tiêu diệt. Anh Giang. Anh Giang. Vô, vô. Lên, lên. Hết giờ. Bắt đầu. Trời ơi, thấy là thấy không vui. Trời ơi, chết Phúc rồi Phúc ơi. Mở mắt, mở mắt, mở mắt. Né là chết anh ơi. 0.4 nè. Đưa mà đưa. Không còn miếng nào mà đưa gì nữa. Ê kìa, chở đi, chở đi anh. Ai dạ, ai dạ. Trời mày nhìn thấy này mau. À, à. Ngay ơi. Ngay ơi. Ngay ơi. Lại, lại. Vô. Đúng rồi. Ê, lùi về, không phạm lực, phạm lực, phạm lực. Trời ơi, vậy nó cũng hụt quá anh Lâm này. Chán dữ rồi. Trời ơi, anh Giang kìa, anh Giang kìa. Chưa chọi cái nào luôn á. Kìa kìa kìa. Kìa kìa chở đi khóa. Kìa kìa kìa. Bóng rồi. Khóa trong kìa. 2, 3 vô. Vô. Ha ha ha!
Cái gì vậy? Đi đâu vậy? Kìa! Bà đem tới bà đổ ra ngoài hết trơn. Ai có làm gì đâu. Chú ai làm hết trơn. Anh đeo cái mặt rồi. Ôi! Đã chơi không hay rồi. Mày đặt búa. Em nè mà. Trời ơi, không ai đụng tới con không rửa chân. Hay quá Long ơi.